đây mình chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với đường live của Liên Minh. Hôm nay một buổi sáng mình mời các anh chị và các bạn hãy cùng tới với mình gọi đường giải thép trong ngày buổi sáng thì nhiệt tình các bạn trong điều có gì sẽ tốt thì các bạn hãy hoan hỉ và làm xem cái hay nhấn kênh của mình bằng cách đăng ký kênh của mình cũng như làm video hay để đạt được kết quả. Xin cảm ơn toàn thể bây giờ là 6 giờ sáng rồi nhưng mà trời mặt trời nắng nắng rất nổ vào bức ai đẹp đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối ngày mai. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Xin chào và tạm biệt.